giao dịch quan trọng như thế này, làm sao có thể thiếu chân Hạo Nam của tôi được? Gan tụi bay cũng phải lớn lắm mới dám lộng hành ở địa bàn của anh Hạo Nam. Trong bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, điều quan trọng nhất là cũng phải hết sức bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Tôi giết chết anh đó. Không được làm hại đến con trai của tao. Tại sao con người cô lại ích kỷ như vậy? Chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình. Tại sao lại gớm lại dạng này? Tính mạng của Hậu Dân đang trong tay tụi nó. Em đừng đi, ở lại bên anh đi. Rồi sau này nó sẽ trở thành một tên lưu manh như anh. Lần này tôi về đây là để đưa Hạo Dân sang Thái Lan sống luôn với tôi. Chị Chính Nghĩa, mà anh có thể hy sinh con mình như vậy hả? Các bạn yên tâm đi, mình là con trai của Trần Hồng, Trần Hồng Nam. Mình đến đây để giải cứu các bạn đó. Các bạn yên tâm đi, đừng có sợ. Trời đất ơi, sao lại đại ba Nam chưa đón mình ta? Sắp tất cả hay mình gọi điện cho bên anh chi viện. Bất cá, bất cá. Con chào chú. Hùng thần của con nít. Tên của tao là Đạt Ly. Tụi bây giờ đủ chưa? Tao không cần biết Hạo Nam, Hạo Đông, Hạo Tây bắt gì hết. Tụi bây là tao mất thời gian nhiều lắm rồi đó. Hạo Nam Superstar. Hạo Nam. Hạo Nam, Hạo Nam. Thời gian là vàng bạc. Nãy giờ tụi bây là tao mất mấy phần vàng rồi. Trời ơi chị Bảy, đi ra chị Bảy ơi, đi ra. Trời ơi thương đại vô tình chị Bảy ơi. Tôi đang đau đầu về tình nạn bắt cóc trẻ em hiện nay. Trong một tháng là 3 vụ bắt cóc trước cổng trường. Giá như thời gian quay trở lại cô bằng bé Hậu Dân vậy. Tụi bay tưởng tụi bay đi xe hơi là tụi bay làm má thiên hạ, làm cha ta hả? Cả để cả. Lần sau á phải đưa tiền cho tao đầy đủ nha mày. Nhìn mày tao thấy quen quen. Nhìn qua nhìn lại tao cũng Hậu Nam quen mày. Tụi bay hùng con nít đó. Nhóc bác, đi bàn của Hậu Nam. Rồi sao? Tụi bay làm gì tao? Bay bậy rồi. Tao bây giờ khác ngày xưa, không còn theo nái ngày xưa nữa. Mạnh mẽ hơn, manly hơn. Cho tao bao 12 khu phố trong một tấc vườn. Anh ta nói mày, tao chứ mày khùng này, mày không sợ tao à? Kiếp này con không thể báo hiếu được cho ba má rồi. Nhưng mà nếu có kiếp sau, con vẫn nguyện là con của ba má. Con chết đây. Mời diễn đại ngồi xuống đây. Chúng ta cùng uống một tách trà, rồi chúng ta đàm đạo được không? Tao thích đàm đạo bằng tiếng súng được không? Ngày ra, để một cái cành cũng còn kịp gì đâu mà nói hả? Mày bớt tàm đi. Thì ra là đây muốn đi Hồng Kông. Cái đó dễ thôi, chúng ta bến xe miền Đông là đi được Hồng Kông đó mà. Thank you, I will send the money later. Anh chào lao hả? Em không có phải là con chim. Em chỉ là con bê bê thôi hả? Hiện tại bây giờ thì Khang đang quay một cái cảnh gọi là đón mình xuất diện. Ngày quay đầu đã phải nói là gặp một chút trục trặc, nhưng mà cũng may mắn cho anh em đoàn phim. Cơn mưa nhẹ đi qua tưởng chừng như là đã ốp máy rồi, nhưng mà anh em và mỗi người thắp một cây nhang tổ nghiệp cũng thương, cho nên đã cho anh em quay bình thường. Cơn mưa khoảng chừng 5 phút, các bạn biết rồi đó. Hôm nay thì anh em chạy hết tốc độ luôn, bị trễ tham lai tí xíu. Phía sau Lâm Trấn Khang là những cái nhân vật mà đóng vai đàn em của Lâm Trấn Khang. Và các bạn nhớ đón xem cái bộ phim Thần Thám Trần Hạo Nam, Người Trong Giang Hồ phần 5. Bảo đảm sẽ không làm cho các bạn thất vọng. Có những cảnh quay kỹ xảo 3D rất là hoành tráng và những tình huống hài hước rất là vui nhộn, với sự tham gia của những tay hài trẻ đang được các bạn trẻ rất là yêu mến. Và mong rằng cái phần 5 này nó sẽ nối tiếp với phần 4, sẽ làm cho các bạn hài lòng hơn. Nhớ đón xem Thần Thám Trần Hạo Nam. Cảm ơn các bạn nhiều. Chỉ vì mỗi người một nghĩ suy riêng, giờ ta chia phôi hai lối đi rồi.
tăng 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 cho mày chữa nha.